chúng ta đang nỗ lực làm việc mỗi ngày để tạo ra thực phẩm, hàng hóa phục vụ cho cuộc sống. Tất cả chúng ta đều đang cố gắng làm tốt công việc mà mình được giao. Xin chào, tôi là Tom. Tôi là công nhân làm việc tại nhà máy bánh mì này. Tôi có những người đồng nghiệp rất thân thiện và môi trường làm việc tuyệt vời. Đó là nhờ một phần công sức không nhỏ của các cán bộ công đoàn tại nhà máy của tôi. Vậy nên hôm nay tôi tìm gặp anh Richard, cán bộ công đoàn của nhà máy, để tìm hiểu thêm thông tin về tổ chức đại diện cho những người công nhân như tôi. Chào anh Tom, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giúp Tom và các bạn cùng hiểu hơn về các chính sách, hoạt động của công đoàn cơ sở, nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Cảm ơn anh. Tôi cũng đang muốn biết để đăng ký gia nhập công đoàn. Chính sách và hoạt động của công đoàn cơ sở bao gồm các nội dung sau: tổ chức hoạt động cho các đoàn viên, ban chấp hành và đại diện các phòng ban, phân xưởng; duy trì tốt các kênh thông tin liên lạc với đoàn viên. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở. Người lao động có thể tìm đến công đoàn cơ sở bất cứ khi nào họ có thắc mắc, cần được hỗ trợ, hướng dẫn, trợ giúp liên quan đến các vấn đề lao động và thỏa ước lao động tập thể thông qua nhiều hình thức liên lạc khác nhau. Có cái nhìn tổng quan về hoạt động của công đoàn cơ sở, tổ chức và đánh giá các hoạt động. Chủ động cập nhật và báo cáo cho đoàn viên về các vấn đề phát sinh hoặc thắc mắc khiếu nại. Ban chấp hành công đoàn cơ sở xử lý các vấn đề và thắc mắc khiếu nại. Đẩy mạnh thu hút đoàn viên mới, tích cực quảng bá những lợi thế khi tham gia công đoàn. Xây dựng kế hoạch hoạt động cho công đoàn cơ sở. Chia sẻ chính sách với các đoàn viên và tạo không gian thuận lợi để thảo luận về điều kiện lao động, môi trường làm việc, chính sách an toàn, vệ sinh lao động, cơ sở vật chất, nhà ăn, giao thông, thể thao, tuân thủ thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp, chia sẻ thông tin với công đoàn cấp trên, tiến hành đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể với ban giám đốc, hợp tác với công đoàn khác trong nhóm nòng cốt các doanh nghiệp, tham gia thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp. Tom, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các chính sách và hoạt động của công đoàn cơ sở. Anh có còn thắc mắc gì muốn được giải đáp nữa không? Cảm ơn anh Richard. Phần giới thiệu rất chi tiết, tôi cũng khá tò mò về nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Ồ, phải rồi. Vậy chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Đối với chủ tịch công đoàn cơ sở, chuẩn bị các cuộc họp và thực hiện, theo dõi, giám sát kết luận của các cuộc họp. Chủ trì các cuộc họp và đảm bảo có sự tham gia của các bên liên quan. Duy trì đối thoại cởi mở với tất cả các bên liên quan. Giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động. Là gương mặt đại diện, là tiếng nói của người lao động. Còn đây là một nhân vật không thể thiếu trong ban chấp hành công đoàn cơ sở, thư ký công đoàn cơ sở. Với cương vị là thư ký công đoàn cơ sở, tôi có trách nhiệm làm tốt những nhiệm vụ sau: mời đại biểu tham gia cuộc họp, chuẩn bị chương trình làm việc, lập biên bản cuộc họp, gửi tài liệu, thực hiện các nội dung và quy trình đã được quyết định trước đó, gửi báo cáo đến các bên liên quan, thiết lập kênh giao tiếp, trao đổi thông tin về các hoạt động của công đoàn, chuẩn bị cho các hoạt động đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể, chuẩn bị danh sách về các nội dung đề xuất cho các cuộc đàm phán, theo dõi tình hình đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể, thông báo cho đoàn viên về kết quả đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể. Cảm ơn anh Richard, anh đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Chúng tôi cảm ơn công đoàn chính là tiếng nói của người lao động chúng tôi. Tôi vừa nhận được tin nhắn của anh về làm việc theo ca nên gọi điện lại cho anh để hiểu hơn về trường hợp của anh. Mời anh qua phòng họp, chúng ta cùng trao đổi thêm nhé. Các bạn thấy đó, thư ký công đoàn đang thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở: hỗ trợ, hướng dẫn, trợ giúp người lao động khi họ có thắc mắc, khó khăn về các vấn đề lao động và thỏa ước lao động tập thể.